lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FPC tối ngày 26 tháng 12. Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình và cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác. Thưa quý vị, cuối tuần qua đúng vào ngày lễ Giáng sinh 24 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước chào đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2016. Buổi lễ chào đón vị khách đặc biệt này đã được Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức trọng thể tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Vị khách thứ 5 triệu đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh là ông Jeppy Bertrand, quốc tịch Pháp, đi trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines đến Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Du lịch thành phố cùng các đơn vị có liên quan đã nhân dịp này dành tặng những món quà may mắn cho vị khách đặc biệt, bao gồm vé miễn cước hạng thương gia có hành trình từ Pháp về Việt Nam, phòng nghỉ tại khách sạn 5 sao, voucher ăn uống tại nhà hàng, v.v. Ngoài ra, hai vị khách thứ 4.999.999 và 5.001 bay cùng chuyến bay với ông Jeppy Bertrand cũng được chào đón long trọng và nhận được một số phần quà tương tự. Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện chào đón vị khách thứ 5 triệu đánh dấu sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố. Bởi trong những năm qua, doanh thu từ khách quốc tế đều tăng bình quân trên 16% mỗi năm, chiếm tỷ trọng khoảng 9% trong tổng GDP và góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cán mốc kỷ lục 5 triệu du khách, đánh dấu mức tăng trưởng 10% so với năm 2015, đồng thời trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có được kết quả ấn tượng này trong năm 2016. 5 ngày sau chỉ thị không bắn pháo hoa dịp Tết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông báo dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa dù dịp Tết Nguyên đán năm nay trùng với dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Theo thông báo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố sẽ dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương vào Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng được đưa ra sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho những người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tại Đà Nẵng, thay vì bắn pháo hoa, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định dùng kinh phí hỗ trợ người dân và các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, Đà Nẵng đã dành tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh Bình Định và 2 tỷ đồng khác cho Quảng Ngãi và Phú Yên, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2017, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ được tổ chức cùng dịp với Liên hoan văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên. Do gặp 3 sự kiện lớn nên dịp lễ hội cà phê năm nay, Buôn Ma Thuột dự kiến đón ít nhất 20.000 khách tham quan. Tuy nhiên, trả lời trong một cuộc họp báo công bố lễ hội hồi cuối tuần qua, tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ không để xảy ra tình trạng khan phòng hay giá phòng lưu trú tăng cao như mọi năm. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 với chủ đề Hội tụ tinh hoa phát huy bản sắc, liên kết phát triển sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, theo thông báo của ban tổ chức, lễ hội năm nay còn được kết hợp với hai sự kiện lớn của tỉnh Đắk Lắk là Liên hoan văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ tư. Do đó ước tính, có ít nhất khoảng 20.000 lượt khách sẽ đến với thành phố Buôn Ma Thuột chỉ trong 6 ngày diễn ra lễ hội. Để chuẩn bị chào đón lượng khách này, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, năng lực hiện tại của hệ thống lưu trú tại địa phương đã cung ứng được khoảng 7.000 phòng. Một số khách sạn, nhà nghỉ như khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột, quy mô trên 200 phòng, cũng cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp lễ hội. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vận động phát triển hệ thống lưu trú theo hình thức homestay để tạo thêm nguồn cung đáp ứng du khách dịp này. Cùng với nhiều giải pháp quản lý khác, Đắk Lắk tin tưởng không để xảy ra tình trạng cháy phòng hoặc giá phòng bị đội lên quá cao như các năm trước. Hóa thể thao du lịch thì đã có văn bản là đề nghị các cái cơ sở lưu trú không được tăng giá phòng trong cái dịp tổ chức lễ hội. Và trong cái tour, cái chương trình du lịch hành trình di sản này thì tất cả những cái công ty mà tham gia cái chương trình này thì đều cam kết là sẽ niêm yết giá và thực hiện cái giá giống trong cái cuốn sách đã cam kết không tăng giá. Được mệnh danh là thủ phủ của cây cà phê Việt Nam, hiện Đắk Lắk có trên 200.000 hecta đất trồng cà phê với sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 450.000 tấn. Từ năm 2005, Đắk Lắk bắt đầu tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm tôn vinh giá trị của cây cà phê cũng như nét văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Thời gian gần đây, chương trình ngày càng chú trọng đến việc quảng bá thương hiệu cà phê xuất xứ Buôn Ma Thuột đến với người dân cả nước và đặc biệt là khách hàng quốc tế. Thương hiệu Vina Cà Phê không những ở những người tiêu dùng ở trong nước và các bạn bè quốc tế đã biết tới cái thương hiệu Vina Cà Phê, và cái thương hiệu Vina Cà Phê đã trở thành một cái thương hiệu quốc gia và đã được xuất khẩu ra nhiều nước thế giới. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái yếu tố thông qua cái lễ hội và khách du lịch và các khách tham quan của lễ hội
biết tới những cái sản phẩm như Vina Cà Phê. Bên cạnh hội chợ, triển lãm chuyên ngành cà phê, lễ hội còn có nhiều hoạt động phục vụ du khách tham quan như lễ hội đường phố, chung kết hội thi nhà nông đua tài, lễ hội đua voi và thuyền độc mộc. Đặc biệt trong năm nay, ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột còn có nhiều đổi mới trong phương thức quảng bá như xây dựng các fanpage, quảng cáo trên YouTube hay bình chọn đại sứ truyền thông cho lễ hội. Thưa quý vị, hàng gian hàng giả đang là vấn nạn của xã hội. Trước thực trạng này, thời gian qua chính phủ đã có những chỉ đạo quan trọng với công tác chống hàng gian hàng giả. Cùng với Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389, các địa phương cũng vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389, nỗ lực chống hàng gian hàng giả hiện nay vẫn chưa tương xứng với thực trạng của thị trường. Phát biểu tại hội thảo giải pháp chống hàng giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, mới đây, ông Đàm Thanh Thế, trưởng Ban Chỉ đạo 389, không nêu cụ thể con số thống kê các vụ việc về hàng gian hàng giả mà cơ quan chức năng đã xử lý trong năm qua, mà chỉ nêu ra một số vụ việc điển hình. Cụ thể đó là vụ bắt quả tang một cơ sở sản xuất hàng chục tấn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả tại Hà Nội và vụ bắt hơn 10.000 chai rượu giả các nhãn hiệu có giá trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thế, các vụ việc trên cho thấy mức độ ngày càng phức tạp và đáng lo ngại của tình hình hàng gian hàng giả. Không dừng lại ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, hàng gian hàng giả đã lấn sang các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng như thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, sữa, v.v. Cái nhận diện về vấn đề hàng giả hàng nhái thì từng bước nhận diện tương đối là sát với tình hình thực tế. Tuy nhiên, cái vấn đề xử lý nó phải thụ hưởng rất nhiều cái yếu tố. Bây giờ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trước hết là phát hiện xử lý, phải có giám định, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để chúng ta xử lý cho nó đúng với pháp luật. Vấn đề thứ hai là càng làm thì chúng ta càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Cho nên là chúng tôi phải đang thực hiện những cái giải pháp là tuyên truyền cho người dân, tuyên truyền cho doanh nghiệp. Làm sao mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp phải có ý thức, phải có trách nhiệm tham gia vào cái công cuộc này. Cũng theo đại diện Ban Chỉ đạo 389, công tác chống hàng giả hiện nay dù nhận được sự chỉ đạo của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, nhưng vẫn chưa tương xứng với thực trạng đang diễn ra. Hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại thì ở tại biên giới phía Bắc, đấy là cái vùng mà có tổn thương lớn nhất, có giao lưu rất lớn về vấn đề biên giới với Trung Quốc. Và cái việc mà có một cái vùng biên giới dài như vậy, có một cái địa thế như vậy thì các lực lượng mặc dù hết sức trách nhiệm nhưng không tránh khỏi cái chuyện mà thẩm lậu rồi hàng giả hàng nhái đi ra, không những ở bên nước ngoài đưa vào nhưng trong nước chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vụ là đặt hàng nhái hàng giả từ bên kia xong rồi bằng các thủ đoạn lén lút khác nhau để đưa vào tiêu thụ trong thị trường nội địa. Có mặt tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp trong đó có cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng bức xúc về thực trạng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tập đoàn NGK của chúng tôi đang gặp vấn đề lớn với hàng giả, hàng nhái. Theo khảo sát của công ty chúng tôi, khi mua bougie NGK tại thị trường Việt Nam, có hơn 20% là hàng giả. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, quyền lợi của người tiêu dùng cũng như quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài. Theo cơ quan quản lý thị trường các địa phương, sở dĩ hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ có cơ hội tung hoành tại thị trường Việt Nam do công tác chống hàng giả hiện nay chưa có sự vào cuộc của toàn xã hội. Nỗ lực xử lý của cơ quan chức năng chỉ mới giải quyết phần ngọn của vấn đề. Trong đó, đáng nói đến là sự hợp tác của doanh nghiệp trong chống hàng gian hàng giả hiện nay. Không phải doanh nghiệp nào cũng tích cực trong cái vấn đề mà hỗ trợ cơ quan thực thi để bắt hàng giả hoặc là chống cái việc mà xâm phạm quyền. Cái chuyện mà doanh nghiệp được bảo vệ quyền lợi về sở hữu trí tuệ và cái quyền nói chung đó, thì ngoài cái quyền thì chúng ta phải có nghĩa vụ. Vì chẳng hạn một cái sản phẩm giả người tiêu dùng người ta đâu biết thì anh phải có trách nhiệm, anh thông báo cho cơ quan chức năng, thông báo cho toàn xã hội biết rằng cái đó là giả để chúng ta chống. Còn cái này mình vô tâm, mình cứ việc bán hàng, mình lấy tiền mà trong khi đó hàng giả của mình tràn lan thị trường thì điều đó theo quan điểm riêng cá nhân tôi là cái chuyện đó các doanh nghiệp phải có sự thay đổi và suy nghĩ. Theo Ban Chỉ đạo 389, việc hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ có đất sống không chỉ do tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng mà chủ yếu do nhiều người tiêu dùng vẫn không biết cách phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Và điều này đòi hỏi trách nhiệm của doanh nghiệp. Nhân dân thì người ta cũng sẵn sàng tham gia vào công tác đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe thì nhân dân ủng hộ ngay. Thế nhưng mà cái nhận biết để thế nào là giả với thật, đâu là thật, đâu là giả thì chúng ta cái này làm chưa tốt. Các hãng thì hệ thống đại lý bán hàng, quảng bá tuyên truyền thì nặng về tiếp thị thị trường, không nặng về cái hướng dẫn để cho mọi người hiểu biết và
bảo vệ cho người tiêu dùng. Ví dụ như tất cả các đại lý của chúng tôi ở đâu, còn ngoài ra không được bán ở đấy thì phải hướng dẫn cho hệ thống phân phối của mình, rất quan trọng. Ban chỉ đạo 389 cũng cho biết, hiện nay với hàng giả hàng nhái, chính phủ đã chỉ đạo không có vùng cấm, nghĩa là tất cả những vi phạm đều sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính phủ cũng đã cột trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương với những vi phạm hàng giả hàng nhái trên địa bàn. Như vậy có thể thấy chủ trương đã có, vấn đề còn lại là ở khâu thực thi, mà ở đó đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều thành phần thì mới mong đẩy lùi được vấn nạn hàng gian, hàng giả. Tại thị trường chứng khoán, cả hai sàn tiếp tục xu hướng trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, sắc đỏ lần này lại thuộc về chỉ số VN Index trước sự sụt giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường tiếp tục xu thế rung lắc khi bước vào phiên giao dịch. Sự sụt giảm của Vinamilk là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm sự hồi phục của chỉ số. Không ít nhà đầu tư đang kỳ vọng động thái làm đẹp sổ sách trước khi chốt NAV của năm của các quỹ sẽ giúp cho thị trường diễn biến tích cực hơn. Chuyển sang phiên chiều, VN Index lại nhanh chóng quay trở lại đà giảm điểm. Sắc đỏ chiếm dần ưu thế tại nhiều mã trụ cột như Gas, Sabeco, Bảo Việt đã tác động tiêu cực đến toàn sàn. Chỉ số đuối sức về cuối phiên trong sự lo ngại tăng cao của nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch vì thế cũng có phần sụt giảm. Khép phiên, VN Index giảm 0,3% xuống còn 662,45 điểm. Thanh khoản đạt gần 2.900 tỷ đồng, tương đương sắp xỉ 115 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội liên tục giằng co trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cổ phiếu chủ chốt, sắc xanh đã được trụ vững đến cuối phiên. Mặc dù vậy, thanh khoản lại khá yếu. Chốt phiên HNX Index tăng 0,21% lên mốc 79,25 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ hơn 30 triệu đơn vị, ứng với gần 321 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với phần tin trong nước thì Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Có hơn 73.000 doanh nghiệp phải dừng hoạt động phá sản trong năm 2016. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ kỷ niệm ngày học bổng ITEC 2016 tại Việt Nam.